Vâng, xin chào tất cả các bạn đến kênh youtube Duy Và hôm nay Duy muốn chia sẻ cho một cái câu hỏi đó là Chia sẻ kiến thức thì có kiếm được tiền không? Và chia sẻ như thế nào thì mới kiếm ra tiền? Và ví dụ cụ thể với đại kênh youtube của Duy thì anh có kiếm được ra tiền hay không? Và đây là một cái câu hỏi mà gần đây có một bạn có bình luận trên youtube của Duy Và chắc chắn rồi, với câu hỏi này thì Duy cũng sẽ khoan hỉ trả lời chia sẻ cho các bạn Và cũng khá là nhiều các bạn chúng ta quan tâm về vấn đề này thì chia sẻ cho các bạn một cái điều rằng liên quan về cái yếu tố chia sẻ kiến thức có kiếm được tiền hay không thì chia sẻ các bạn là chắc chắn kiếm được tiền khi các bạn giỏi ở một cái lĩnh vực nào đó hay giỏi ở một cái nghề nghiệp hay công việc đặc thù nào đó các bạn có thể quay được video hay các bạn có thể viết lại được những các cái kinh nghiệm của bạn uh, chia sẻ lên trên online thì cái yếu tố đó sẽ giúp cho bạn thực hiện kiếm ra tiền và cụ thể có thể các bạn chưa xem một nội dung video mà ngay chính trên màn hình các bạn đang xem đó là cái video làm YouTube 2022 chủ đề nào nhiều tiền nhất. Ở đó, Zubikate cũng đã chia sẻ và cũng uh, nói trực tiếp cho các bạn thông qua cái đồng phát trực tiếp đó. Và các bạn cũng có thể tìm hiểu để có thể hiểu chi tiết hơn. Còn về cái việc là khi kiếm ra tiền bằng cách nào, đó là trên online thì bạn thấy là gì? Cái môi trường mở nó rất nhiều. Bạn có thể thấy rằng là nền tảng mạng xã hội có rất là nhiều người hiện tại họ đang chia sẻ các kiến thức họ có liên quan về công việc, liên quan về nghề nghiệp, hoặc liên quan về những cái điều người ta hiểu biết uh, xung quanh cái thế giới quan xung quanh cái cuộc sống của họ và từ đó họ kiếm ra tiền họ kiếm ra tiền không chỉ là kiếm tiền trên môi trường online mà còn họ còn có những cái sự kết nối giữa những cái cộng đồng mà làm việc và có cái nghề nghiệp giống như họ để họ có một cái công việc nó tốt hơn nó hiệu quả hơn hoặc để họ uh, có được những cái sự trao dồi cũng như giao lưu về cái vấn đề mà nâng cao cái tầm tri thức cũng như kỹ năng trong quá trình làm việc và rồi cũng tìm được các cái cộng đồng liên quan về online để họ có thể đồng hành và dựng ra những cái công việc hay các cái cách kiếm tiền nó cao hơn và từ đó các bạn thấy là gì chia sẻ kiến thức là có tiền thế thì thông qua cái video thì các bạn có thể chia sẻ lên trên các cái nền tảng mạng xã hội mà các bạn có thể thấy bạn chia sẻ cho cái nhóm đối tượng cái nghề nghiệp các bạn muốn hướng tới hiện tại bây giờ là có ba cái nền tảng mà nhiều người dùng quan tâm nhất đó là tiktok youtube rồi là facebook đó bạn có thể chia sẻ lên trên các nền tảng đó rồi là các cái nội dung các bạn có các cái kinh nghiệm không chỉ các bạn chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội mà các bạn có thể viết ra một cái trang website bạn có thể viết ra một cái trang blog giống như các bạn đang nhìn trên màn hình có một cái trang đó là cầm tay chỉ việc com của JKT. đấy thì chia sẻ những kiến thức gì của các bạn có nên trên các cái website đó và rồi các bạn sẽ có các cái thứ ạ à, tìm kiếm trên google các bạn sẽ có được nhiều người họ quan tâm những cái liên, liên quan về kiến thức của bạn bạn có thể kiếm tiền ra từ cái kiến thức đó. Và bạn cũng có thể xây dựng ra những cái cộng đồng hay các bạn có thể tìm được các cái job, các cái công việc mà nó ngoài sự mong đợi của các bạn. Và đó chính là kiếm tiền trên online. Và đó chính là cái cách mà bạn dùng kiến thức của bạn chia sẻ. Các bạn cứ hiến tài là các bạn sẽ hái ra tiền. Và đó là một sự thật. Những anh chị các bạn nào chúng ta đang xem video này và chúng ta đang có cái dự định và muốn chia sẻ các kiến thức thì hãy cứ làm đi. Và hãy cứ thực hiện đi. Chúng ta có gì chúng ta cứ thoải mái chia sẻ. Hiến tài là sẽ hái tiền. Và cái vấn đề của cái vế số 2 nữa, đó là thế thì chia sẻ kiến thức như Duy GT thì có tiền không? Thì thực sự ra đây là chia sẻ với các bạn rằng là chắc chắn là có tiền rồi. Còn để có thể bao nhiêu tiền hay nhiều tiền tới đâu, hay ít tiền tới đâu thì các bạn phải trải nghiệm. Các bạn phải trực tiếp thực hiện thì các bạn mới rõ được cái vấn đề đó. Còn liên quan về vấn đề yếu tố doanh thu thì Duy đóng một ngọc kép, không chia sẻ ở cái video này. Còn khi các bạn muốn à, thực hiện giống như Duy các bạn có thể theo dõi và các bạn có thể xem những cái nội dung đó, các kiến thức đó, các bạn tạo ra được những kênh YouTube, cái kênh channel như vậy, các bạn thực hiện được, các bạn theo đuổi được, thì chắc chắn thành công nó cũng sẽ đến với bạn và đó là cái điều mà duy muốn chia sẻ. Cho nên là khi các bạn đang muốn cống hiến, đang muốn chia sẻ, đang muốn mang giá trị cho những ai mà đang cần các kiến thức của các bạn, thì cứ thoải mái gây dựng và phát triển đi. Và đó là một trong những cái uh, cách để các bạn có thể phát triển và kiếm tiền trên online bằng cái việc chia sẻ kiến thức của chính các bạn và đó nó có thể nói là một xu hướng rất tuyệt vời để cho các bạn có thể lưu giữ được những thứ gì các bạn học tập được cũng như những kiến thức gì các bạn hiện tại đang có để cho đời cho người và cho chính bản thân các bạn và có thể tạo ra cho các bạn những cái yếu tố liên quan về danh tiếng về lợi nhuận và giúp cho các bạn có thể có rất là nhiều những cái sự thành công mà ngoài sự mong đợi của các bạn và đó là một sự thật mà Duy BKT muốn chia sẻ ngắn gọn, xúc tích ở cái video này. Và hy, hy vọng rằng cái nội dung video đã truyền cho các bạn các cái cảm hứng cũng như giúp cho các bạn đã hiểu ra được cái vấn đề. Và mọi cái câu hỏi các bạn đặt ra trên YouTube của Duy BKT cứ hay, cứ giá trị là sẵn sàng Duy BKT hoan hỉ chia sẻ cho các bạn. Và nếu như các bạn thấy nội dung video hay hữu ích, đừng quên nhấn xe, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và nếu như chưa đăng ký kênh YouTube của Duy BKT, hãy nhấn đăng ký để có thể cập nhật nhiều video hữu ích hơn, tuyệt vời hơn trên YouTube của Duy.